Vâng, xin kính chào và toàn thể quý bà con thân yêu của Lê Trung nha. Thì hôm nay Lê Trung lại tiếp tục đi bốc phân rước đồng cho lúa mọi người. Thì hôm nay ở đây Lê Trung bón ở đây tổng cộng hết là một mẫu rưỡi. Tại đất đây còn phèn với lúa hay có bị vụ mà bị bú rễ, cộng thêm humus vô cho nó cái rễ lúa nó phát triển tốt hơn. 3 ký, tính 3 ký humus này rải cho cái đám bào mà thôi, tổng chung rải luôn cho đám trên. Đó thì cái công thức phân của nay thì chỉ đơn giản. Ở đây thì thấy lúa nó cũng chưa được tốt mấy, dưới đất ở đây còn phèn á, nên lấy chung cộng thêm cái DAP vô một bao. Là một bao cho 1,5 mẫu chứ không phải, nghe bà con. Thì theo như cái lượng phân này thì rải ở đây tầm khoảng 3,5 bao cho 1 mẫu á. 3,5 bao 1 mẫu với khoảng 2 ký humus. 2 ký humus nữa. 2 ký humus cho 1 mẫu. Humus này nó giúp cho cái đất giải độc hữu cơ nè. Với hạ phèn nhanh. Nó ra rễ mạnh nè, mập đột. Rải kali nhiều cho nó cứng cây, đất đây nó cũng hơi mềm. Lúa đây thì nó cũng hơi vàng, cho nên lên chung rải 1 mẫu 50 ký ure luôn cho nó xanh. Tại đất cái này nó cũng có cái đám trên, đám gò trên nó cũng hao nước, cũng mau đi nước. Còn không ít chứ. Thì nói chung với công thức phân này thì tùy theo trà lúa mà mình gia giảm thôi, chứ còn cái công thức chết thì nó không có nằm ở cái công thức nào. Lúa xanh thì bà con mình giảm ure lại, bà con mình tăng cái thằng kali lên. Còn mà lúa vàng thì bà con mình giảm kali lại, bà con mình tăng ure lên. Đất có phèn thì thêm DAP vô, còn không phèn thì khỏi. Đất này thì nó cũng khá phèn cho nên là nó dùng trộn ure rồi thêm cái humus nữa. Còn humus này thì giúp cho cái rễ lúa nó ra mạnh, đâm rễ mạnh, giúp cho nó mau ăn phân. Thì rải cái humus này thì nói chung cũng rải mấy đợt rồi, thấy cũng hay, cũng im lắm. Trộn vô thì cái rễ lúa của nó ra đẹp trắng, nó ra dài này. Nó mau bắt phân, nó ăn phân nhanh. Thì bữa nay thì Lê Trung sẽ rải cái đám tại đây với cái đám tuốt bên cây tràm đó, với cái đám này là 3 đám. Thấy rải cái ly nhiều, thấy số lượng bao nhiều chứ, thấy đóng phân nhỏ xíu ha. Còn rải DB, ure với DB nhiều, cái trộn của đống phân có mấy bao mà thấy đống phân chà bá. Thì nói chung khi mà bà con mình rải phân rước đồng xong á thì bà con mình cũng phải cố gắng phòng ngừa, phun thuốc để phòng ngừa những cái loại dịch hại, rồi phun thêm một số cái loại thuốc kích thích sinh trưởng để cho lúa mình nó phát triển tốt, phát triển nhanh hơn. Nó giúp cho cái lúa chúng ta nó có đủ sức để mà nó làm cái đồng to, bông bự, bông dài. Thì cái kali ở cái cử này, thứ nhất là mình bón kali nhiều để giúp cho cái lúa cứng cây là cái thứ nhất, mà cái thứ hai nữa nó sẽ giúp cho cái lúa chúng ta nó có nhiều hạt trên một bông. Và mình bón cho nó đủ cái lượng kali sau này thì khi mà cái lúa chúng ta nó trổ ra rồi á,
nó vào gạo nhanh hơn và nó sẽ làm cho cái lúa chúng ta nó chắc hạt hơn. Đấy, cái kali thì nó giúp cho cái lúa của chúng ta sau này nó chắc hạt, nó sáng hạt. Còn cái thằng ure thì nó chỉ giúp cho cái lúa của chúng ta nó có bông dài thôi, nó bông dài. Còn cái số lượng hạt ở trên một bông thì là do cái kali nó quyết định, và mình bón phải đủ cái kali cho lúa nó hấp thụ thì nó sẽ cho được cái số lượng hạt nhiều. Thường thường bà con mình hay thấy là có nhiều cái trà lúa, thấy ở cái bông lúa ở cái chót đuôi á, nó hay bị trắng trắng một khúc á, nó bị mà mất một số cái hột, là do cái đó là cái lúa của chúng ta nó bị thiếu kali. Ở cái cử này thì nếu đối với những cái vùng đất trũng, đất thiếu kali thì bà con mình bón nhiều nhiều thì nó sẽ không có bị cái tình trạng đó, và cái lúa của chúng ta nó sẽ chắc hạt hơn. Thì trước mắt bà con đây nè, bà con bữa nay Lê Chung bón phân nước động ở đám này với cái đám bên đó với cái đám dưới này nè bà con. Thì đám này Lê Chung rải rồi, đám này nó trũng hơn, Lê Chung rải cũng ít phân hơn. Còn giờ là còn lại hai đám này 1.5 nè bà con đó. Thì Lê Chung cũng xin phép nhắc lại công thức phân bữa nay. Thì một mẫu thì Lê Chung sử dụng một bao ure, khoảng 35kg DAP và hai bao kali. Đó thì cái đất ở đây á thì kiểu nó là cái dạng đất bột, đất không có chân á, đất không có chân, đất kiểu như nó khó cứng lắm. Bơm nước lên là nó mềm xèo lại à. Cho nên Lê Chung phải rải nhiều, với lại là cộng thêm cái cắt nước để giúp cho lúa Lê Chung sau này nó không có ngã. Đó thì bữa nay thì ở đây Lê Chung chỉ xài công thức phân cũng đơn giản thôi. Cũng như công thức phân của mỗi lần rải thì ure cộng DB cộng với kali. Ở đây thì Lê Chung sử dụng cái DB nó ít hả, nó một mẫu thì Lê Chung sử dụng tầm khoảng 30kg để giúp cái lúa, cái đất của Lê Chung ở đây nó hạ bớt cái phèn đó, tại vì đất ở đây nó phèn nhiều. Thì ở đây thì cái lúa, cái trà lúa này thì nó tầm được khoảng 37 ngày bà con đó, bà con mình thấy lúa 37 ngày nó phát triển cũng khá là tốt, lúa cũng khá là đều, lá thì cũng tương đối, cây thì cũng mập, nở cũng nhiều lắm. Cây lúa thì nó nở cũng khá bà con, lúa nở thì cũng khá là nhiều, khá là ngon. Thì có nhiều bà con hỏi cái tình trạng mũi hành năm nay thì sao, thì kính thưa với bà con á, thì Lê Chung thấy cái tình trạng mũi hành năm nay thì nó cũng đỡ hơn so với mỗi năm. Thì như cái trà lúa ở đây thì nó cũng vẫn có mũi hành đó. Tuy rằng Lê Chung cũng đã có ngừa hai đợt, nhưng mà bà con mình thấy nó vẫn có mũi hành đây, nhưng mà nó bị ở cái số cây con đó. Đây lúa này 37 ngày thì mũi hành nó đã lên như thế này nè đó. Thì cái trà lúa này thì Lê Chung thấy có mũi hành cũng tầm khoảng 10%, nhưng mà đối với mũi hành mà 10% thì cũng chưa đến đổi. Tại ở những cái trà lúa trong gò á, những cái trà lúa mà Lê Chung đã rước đồng rồi thì Lê Chung thấy nó cái tỷ lệ nó ít hơn ở đây. Ở đây thì Lê Chung thấy nó cũng có một số mũi hành đó. Thì lúa ở đây thì Lê Chung thấy cái tỷ lệ nở chồi của nó cũng khá là tốt, và cái cây lúa thì cũng tương đối mập. Thì hôm qua Lê Chung cũng đã có test cái đồng ra, thì Lê Chung thấy đối với cái giống lúa OM5451 này thì tầm 37 ngày là nó đã lú cái mùi nhùi lên là mình mà bón phân đón đồng được rồi bà con đó. Thì có nhiều bà con hỏi Lê Chung á, thì lúa tầm bao nhiêu ngày thì mình bón phân đón đồng, thì mình phải canh theo cái tim đàn á, chứ mình đâu có quyết định được cái ngày để mà cái ngày nào mà chính xác. Thì nếu mà muốn chính xác được á, thì bà con mình phải xé cái cây lúa ra, bà con mình xác định mới chính xác được. Chứ còn bây giờ tùy theo cái thời tiết, rồi tùy theo cái loại giống, cho nên là Lê Chung không có chia sẻ cái ngày chính xác để mà chúng ta bón cái phân đón đồng được đó, cho nên bà con cũng thông cảm cho Lê Chung. Thì cũng có một số bà con yêu cầu Lê Chung là hãy làm về những cái bệnh, những cái loại dịch hại ở cái vụ đông xuân năm 2021, năm 2022 để cho bà con mình xem, bà con mình biết để mà bà con mình chuẩn bị trước cho cái mùa vụ. Thì hiện tại thì cái Tết Nguyên Đán cũng đã cận kề rồi, nay thì 27 Tết rồi bà con. Thì Lê Chung cũng chưa thể làm về cái những cái vấn đề đó cho bà con mình được. Thì Lê Chung cũng còn ăn Tết, thì còn đi thăm ông bà cô bác, cho nên là qua Tết
thì Lê Trung sẽ cố gắng làm thật nhanh và làm thật rõ ràng những cái thắc mắc, những cái vấn đề mà bà con mình đang cần thể tham khảo để chia sẻ lên cho bà con mình xem. Đó thì hôm nay thì ở trên cái video này thì Lê Trung chỉ xin phép chia sẻ với bà con một số cái kinh nghiệm riêng của Lê Trung về cái cách bón phân đón đồng cho lúa để mà giúp cho cái lúa mình có được cái năng suất tốt nhất thôi. Đó, còn về những cái vấn đề khác thì hẹn gặp lại bà con mình ở cái video khác. Đó thì như cái trà lúa ở đây thì Lê Trung bón như vậy thì không phải trà lúa nào mà Lê Trung cũng bón như vậy. Có trà lúa thì Lê Trung bón cái lượng phân nó ít hơn, có trà lúa thì Lê Trung bón cái lượng phân nó nhiều hơn. Đó, bón phân nhiều hay phân ít là do cái trà lúa của chúng ta thôi, chứ không phải là chúng ta không có thể nào mà tất cả trà lúa nào cũng bón như nhau. Đó, vì có trà lúa thì nó tốt, có trà lúa thì nó phát triển không tốt. Rồi có trà lúa trên những cái nền đất thì nó chất dinh dưỡng nó còn nhiều. Đó, thì bà con mình bón cái lượng phân nó sẽ khác nhau. Đó, bà con mình nhìn theo cái màu lúa, như cái đám này thì nó xanh nè. Đám này nó xanh, với lại cái đám này thì nó cũng xanh. Đó, đám này thì nó cũng khá là xanh. Đó, cho nên là hai cái đám này Lê Trung sẽ bón ít lại. Còn cái đám gò bên kia nó vàng. Bà con mình thấy nó vàng hơn cái hai cái đám này thì Lê Trung sẽ bón nó nhiều hơn để giúp cho cái bên đó nó lên bằng với bên đây, và cái giúp cho cái trà lúa bên đó nó có được cái lượng đồng nó ngang bằng với bên đây, và cái chất dinh dưỡng mình cung cấp cho nó nhiều hơn để cho giúp cái lúa bên kia nó phát triển lên bằng bên đây. Đó, để cho nó cho được cái năng suất nó tốt hơn. Đó, rồi thì hôm nay thì Lê Trung xin phép chia sẻ với bà con mình một số cái ý kiến riêng của Lê Trung như vậy. Thì nếu mà bà con mình xem thấy mà bà con mình áp dụng được và thấy cái video của Lê Trung chia sẻ có ý nghĩa, thì rất mong bà con hãy để lại cho Lê Trung xin một cái like để Lê Trung có thêm cái động lực làm ra nhiều cái video nó hữu ích hơn, nó bổ ích hơn, nó có ý nghĩa hơn để chia sẻ lên cho bà con mình xem tham khảo. Lê Trung cũng xin phép kính chúc bà con của mình có một cái mùa xuân mới thật là an lành, thật là vui vẻ, cũng như là an khang thịnh vượng, thì làm ăn phát tài phát lộc. Lê Trung xin kính chào toàn thể quý bà con, và xin hẹn gặp lại quý bà con ở video lần sau.